Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Actobim, thuốc gốc Lactobacillus acidophilus bifidobacterium infantis enterococcus faecium, tên biệt dược Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, phân nhóm. Thuốc trị tiêu chảy, tác dụng của thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ là gì? Thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chứa Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium infantis và Enterococcus faecium là các vi khuẩn có lợi sinh sống trong hệ tiêu hóa, hệ bài tiết và bộ phận sinh dục của người nhưng không gây ra bệnh. Thuốc ảnh hưởng có lợi lên hệ tiêu hóa bằng cách cải thiện sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, có tác dụng điều trị tiêu chảy ở người lớn và trẻ em. Ngoài ra, thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể được sử dụng cho một số chỉ định khác không được đề cập trong hướng dẫn này. Bạn hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để biết thêm chi tiết liều dùng. Những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Bạn hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cho người lớn như thế nào? Bạn dùng 2 viên thuốc mỗi lần, 3 lần mỗi ngày. Liều dùng thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cho trẻ em như thế nào? Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi, bạn cho trẻ dùng 1 viên thuốc mỗi lần, 3 lần mỗi ngày. Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, bạn cho trẻ dùng 1-2 viên thuốc mỗi lần, 3 lần mỗi ngày. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, bạn cho trẻ dùng 2 viên thuốc mỗi lần, 3 lần mỗi ngày. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn định dùng thuốc này cho trẻ. Cách dùng, bạn nên dùng thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ như thế nào? Bạn nên dùng thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ theo chỉ dẫn của bác sĩ và kiểm tra thông tin trên nhãn thuốc để được hướng dẫn dùng thuốc chính xác. Bạn có thể uống thuốc trước hoặc sau bữa ăn kèm với một ly nước nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng thuốc. Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ, bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều, trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều. Gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Ngoài ra, bạn cần ghi lại và mang theo danh sách những loại thuốc bạn đã dùng, bao gồm cả thuốc kê toa và thuốc không kê toa. Bạn nên làm gì nếu quên một liều, nếu bạn quên dùng một liều thuốc? Hãy dùng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, bạn hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Không dùng gấp đôi liều đã quy định. Tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ? Thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể gây một số tác dụng phụ bao gồm đầy bụng, ợ hơi, nhiễm trùng từ mức độ nhẹ đến nặng ở những người có vấn đề về hệ miễn dịch. Đây không phải là danh mục đầy đủ tất cả các tác dụng phụ và có thể xảy ra những tác dụng phụ khác. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng cảnh báo, trước khi dùng thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, bạn nên lưu ý những gì trước khi dùng thuốc? Bạn nên báo với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, bạn cần phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ trong trường hợp này. Bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, bạn đang dùng những thuốc khác bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa, thảo dược và thực phẩm chức năng, bạn định dùng thuốc cho trẻ em hoặc người cao tuổi, bạn đang hoặc đã từng mắc một số tình trạng về sức khỏe, những điều bạn cần lưu ý khi dùng thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ trong trường hợp đặc biệt mang thai, cho con bú, phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, bạn nên nói cho bác sĩ về tất cả những thuốc bạn đang sử dụng bao gồm thuốc kê toa, không kê toa và các loại thảo dược. Vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu để xác định rủi ro khi dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Trước khi dùng thuốc, hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Bạn cần phải hỏi chuyên viên y tế trước khi dùng Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Tương tác thuốc, thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể tương tác với những thuốc nào? Thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc khác mà bạn đang dùng hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Để tránh tình trạng tương tác thuốc, tốt nhất là bạn viết một danh sách những thuốc bạn đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa, thảo dược và thực phẩm chức năng, và cho bác sĩ hoặc dược sĩ xem để đảm bảo an toàn khi dùng thuốc. Bạn không tự ý dùng thuốc, ngừng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ. Thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể tương tác với thực phẩm, đồ uống nào, thức ăn, rượu và thuốc lá có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc uống thuốc cùng thức ăn, rượu và thuốc lá, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này, báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Bảo quản thuốc, bạn nên bảo quản Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ như thế nào? Bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm và tránh ánh sáng, không bảo quản trong phòng tắm hoặc trong ngăn đá. Bạn nên nhớ rằng mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau. Vì vậy, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì hoặc hỏi dược sĩ. Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi.
Bạn không nên vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu. Thay vì vậy, hãy vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng. Bạn có thể tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Dạng bào chế thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có những dạng và hàm lượng nào? Thuốc Actobim thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có dạng thuốc viên nang cứng. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.